Bằng hữu có hỏi là thầy chia sẻ cách dạy con cái theo ứng dụng đạo Phật ạ. Em cảm ơn thầy. Vâng. Thứ nhất thì chia sẻ đạo Phật thế này thì mọi người phải hiểu được tầng tâm thức. Nếu ai vừa vào nghe thì sẽ chưa hiểu lắm về tâm thức, nhưng mà tâm thức thì thầy muốn chia sẻ lại một chút. Có 5 cái vòng chính là vật chất, cảm xúc, sinh mạng, trí tuệ và nghiệp lực. Đến tâm không là cái tầng thứ 6, nhưng bản chất của tầng thứ 6 là đã bao gồm cả 5 tầng kia. Vậy thì một đứa trẻ sinh ra và lớn lên thì nó sẽ chuyển hóa như thế nào về mặt tâm thức? Mỗi một đứa trẻ trước khi sinh ra thì cơ chế tái sinh của đứa trẻ là tâm thức. Cho nên chính vì cái tâm thức tái sinh mà mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau, và mỗi một người thuở bé có một tính cách khác nhau. Cho nên các cụ mới nói là cha mẹ sinh người, trời sinh tính. Tính hay là còn gọi là thói quen. Tính cách hay còn gọi là thói quen chính là gì ạ? Chính là tâm thức tái sinh. Cho nên có những người sinh ra đã ở hoàn cảnh rất là tuyệt vời, có những người sinh ra trong hoàn cảnh rất là éo le, là do tâm thức lúc họ chết đi. Thì nó ở tầng tâm thức nào thì tái sinh nó ở cái hoàn cảnh đó. Thế thì một đứa trẻ nó lớn lên thì từ 1 đến 13 tuổi thì nó không được sống bằng tầng tâm thức của nó. Bởi vì sao? Nó không được quyền lựa chọn về thói quen, mà bố mẹ và người lớn ăn hiếp nó rồi. Cho nên nó ở tầng tâm thức nào đi chăng nữa thì phải sống theo tâm thức của cha mẹ. Giống như mọi người xem 50 năm tập phim Buddha, phim Đức Phật ấy, về cuộc đời Đức Phật ấy. Thì mặc dù ông Phật sinh ra ở tâm thức, ở tầng nghiệp lực, nhưng mà từ 1 đến 13 tuổi ông ấy phải sống trong tâm thức của ông bố. Cho nên ông bố gì ạ? Cứ bắt ông ấy tập võ, tập vẽ, tập bắn cung, rồi phải chém, phải giết để trở thành thành vua trong tương lai. Thế thì 1 đến 13 tuổi thì cha mẹ ép con cái sống theo tầng tâm thức của cha mẹ, vì chúng không có quyền gì trong gia đình cả, chúng bị cha mẹ ăn hiếp. Nhưng thường đứa trẻ 13 tuổi cho đến 25 tuổi thì bắt đầu chúng sống bằng tầng tâm thức của chúng, bắt đầu nó nổi lên và bắt đầu có hiện tượng nó sẽ cãi lại cha mẹ. Ví dụ nó ở tầng tâm thức của trí tuệ chẳng hạn, hoặc nghiệp lực, mà nó thấy cha mẹ đối đãi với ông bà nội tệ, thì bây giờ đứa trẻ nó mới dám lên tiếng. Nó bảo tại sao bố lại đối đãi với bà nội thế, hay là thấy mẹ mình hay cãi nhau với hàng xóm. Thì từ 1 đến 13 tuổi mà không bênh mẹ là mẹ vả chết. Cho nên là ngoài 13 tuổi nó mới nghi ngờ, thì nó mới quay sang nó mới bảo là tại sao mẹ lại cứ hay cãi nhau với hàng xóm thế. Tức là đến cái tầng tâm thức đấy nó mới quay về được khai mở một chút về cái tâm thức thật của nó. Cho nên bấy giờ có một cuộc chiến tranh cãi vã rất lớn giữa cha mẹ và con cái nếu bị lệch tầng tâm thức. Và ngoài 25 tuổi thì đứa trẻ được độc lập tự do về tài chính, thì bắt đầu nó được sống đúng cái tầng tâm thức của nó, và bắt đầu nó hình thành nhân cách. Cho nên tại sao chúng ta mới gọi là tam thập nhi lập? 30 tuổi thì bắt đầu nó mới được sống đúng tất cả mọi thứ theo tâm thức của nó. Nói như vậy để mọi người thấy quá nguy hiểm. Bởi vì nếu như không may từ 1 đến 13 tuổi mà tâm thức của cha mẹ nó ở tầng thấp, mà không may nhiễm toàn bộ vào tâm thức của nó, và đến mức độ đứa trẻ nó không tìm về được, khai mở được tâm thức của nó ở tuổi 13 đến 25 do cha mẹ quá áp đặt,
thì có nghĩa là đứa trẻ đó vô tình đã bị nhuốm cái tâm thức tệ hơn nếu cha mẹ nó ở vòng ngoài. Nhưng nếu rất may mắn mà cha mẹ ở vòng trong thì lại tạo nghiệp lực tốt cho con, cho nên gọi là cộng nghiệp, thì giúp cho con hình thành thói quen và nó chuyển hóa tâm thức được vào vòng trong. Nhưng nên nhớ, đến lúc 25 tuổi nó vẫn bị rơi tõm một phát về tâm thức của nó. Đặc biệt từ 13 đến 25 tuổi thả ra, cho nên đứa trẻ nó rất dễ hư hỏng. Nếu nó tâm thức ở vòng ngoài thì nó lại quay về đúng tâm thức của nó. Thế thì thành ra là cha mẹ phải biết là hiểu về từng tầng tâm thức, để mình biết là con mình nó ở tâm thức tốt hơn mình hay là mình ở tầng tâm thức tốt hơn nó. Nếu mình nó tốt hơn mình thì mình phải học nó, chứ đừng mang cái tính áp đặt nữa. Nhưng ngược lại, mình là tầng tốt hơn nó thì cố gắng hình thành thói quen. Nhưng mà từ 13 đến 2 năm thì thả lỏng nó ra để nó về tâm thức của nó, nhưng quan sát không nó rơi tõm một phát. Cho nên 13 đến 2 năm tuổi rất dễ hư hỏng. Cái tuổi khẳng định bản thân mà. Khẳng định bản thân chính là tìm về tâm thức của bản thể. Cho nên là hiểu một chút về tâm thức, đây là phần triết lý. Và sau cái triết lý đó thì nó ra một loạt các cái hành vi để mà sống với con như thế nào. Vậy nhận thức ra tầng của mình, nhận thức ra tầng của con và chọn cách ứng xử, gọi là ý dẫn đầu các pháp. Cho nên Tuấn mới rất là mong muốn là tất cả các bậc phụ huynh và con cái, nếu học được cái chương trình chuyển hóa tâm thức thì nên học, cố gắng nên học. Và tất cả mọi người đều nhận ra tầng tâm thức của mình. Và khi có tri thức thì bắt đầu chúng ta biết cách chuyển hóa tâm thức của mình, chuyển hóa tâm thức của con mình. Cho nên con, cha mẹ chuyển hóa được tâm thức của mình, con cái được nhờ. Nhưng con cái hiểu về tri thức và biết cách chuyển hóa tâm thức thì cha mẹ được nhờ. Cho nên bản chất, nếu sống trong một gia đình mà tất cả mọi người đều hiểu về tri thức của tâm thức và đều biết gì ạ, con đường để chuyển hóa tâm thức, thì chúng ta đều là những người bạn đồng tu và có một gia đình cực kỳ hạnh phúc, văn hóa, hiểu biết, chia sẻ, yêu thương, thấu hiểu nhau. Vì vậy cái chương trình chuyển hóa tâm thức Tuấn còn đưa vào trở thành siêu style 1 ở trong chương trình ở trường cấp 3 siêu high school. Như năm vừa rồi là bắt đầu là tuyển khóa 1 và bắt đầu các cháu được học rất sâu về tâm thức. Cho nên tiên học lễ, hậu học văn. Phải hiểu về tâm thức, tức là phải hiểu về tri thức trước, xong đi hiểu về kiến thức. Tri thức là con đường, kiến thức là phương tiện đi trên con đường ấy. Nhưng nếu chúng ta chỉ đi gì ạ, học võ mà không học về đạo võ thì học võ xong chỉ có để đánh nhau. Nhưng nếu chúng ta học về đạo, về làm người, đạo để học võ, thì khi có võ vào thì lại tạo ra cái giá trị lớn. Cho nên tri thức là con đường, kiến thức là phương tiện để đi trên con đường ấy. Cho nên rất mong muốn là chia sẻ cái chương trình chuyển hóa tâm thức mà Tuấn làm rất dày công và hạnh phúc được chia sẻ với mọi người. Cho nên cố gắng mọi người dành thời gian để học nó. Đấy là cái nguyện vọng thật sự mà Tuấn chia sẻ. Rồi ạ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.